Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục quay series đi bắt chè ở đây nhá. Anh em cùng xem video của tôi nhá. Không biết quẳng nhé, lên đòi mà ngồi nó sớm ná đẹp đẹp mà ngồi đổi chỗ anh Cương lên chặt cái điều. Anh Cương đổi chỗ không, đổi chỗ không, đổi chỗ không. Ok. Ai chặt ra thì nghỉ một thùng rồi yeah. Thế mà tao lấy găng thẳng chứ mà khó nay tao nghỉ một buổi rồi tao mà buổi sáng ấy tao làm răng với sớm 8 giờ 7 giờ tao đi thì tầm 9 giờ tao về đây tao lại quay một tiếng mai muộn không máy ừ. Mai mới con máy cho tao nó ngáo mày không gì nó mới chưa có mà không phải quay đâu được. Mất chút bảo mới đi đâu rồi. Ừ. Nó mất cả buổi sáng chết. Gươm gươm gì ấy. Không xác của gươm. Không xử có 5 hay chết. Cái gì ạ? Mai đi suối rồi. Ừ. Chẳng mai đi suối nữa thì chiều mai cho đi lâm răng. Theo thì tôi mới dễ đi ra được mấy nhà à. Phải mà. Mấy giờ không dễ à? Mấy giờ? 6 giờ. Ừ, tối rồi. Thế thế. Mấy chỗ nào? Đi. Đúng mai nó đi lên chỗ vườn coi nha.
Đâu lo tay đâu chứ. Chặt, quay bên kia không chặt. À, Mr. Hello, bông chưa? Chọn em ơi, để em chặt nó quay chỗ cá nó xa. Để em dư vào coi tàu mới chặt được một. Có được tí, nó lấy cái mới. Chặt đến bây giờ thì gửi mấy ông quay chỗ khác mới chặt được. Lời tàu coi khác mới chặt. Ngay mới chặt khơi bố, chứ nói giờ lên để chặt thì gửi. Mới như tao chặt tới con đội gửi nữa.
tay mà không ngứa đâu. Thế tầm không ngứa. Mới hỏi thì định chữ là phải ngứa những cái hộp. Mới đây xong bao nhiêu phút nữa rồi đó. Một chéo. Mới ngồi đây nhỉ, xuống chỗ cơm tí nữa. Ừ. Tí nữa là để ta. What nam chi mấy gà cơm cái gà cơm đấy chim chăn cho cụ hả chim chăn cho thầy cô thầy chim như ừ chưa chùa hả con nhé ông cụ nhé chùa hả chưa con nhé chả biết chùa khánh con nhé ông cụ khánh có Wow.
cả cái gian phòng riêng các bạn thì rồi làm gì? Làm gì đó? Đang chặt chỉ, hỏi nó xuống dưới mất rồi. Lúc ấy đổi ca sao? Có cái gì thì có cái hoàn gì? Cái giống của? Cái gì vậy cơ với ô? Cái gì vậy? Anh Cương có ở dưới nữa không? Không có thì ra mỗi người đi dưới thì mới có một chút. Giờ tôi đã đuổi tuổi thằng Cương đi. Quá anh em ạ. Chúa chim chúa bay mất rồi. Ừ, sau này bác điện rồi. Có vẻ dùng búa nữa. Thế là người thằng nó treo lên lại bác. Bác dùng búa gì bác? Dùng bay dùng bay chơi. Sau này bác điện. Sau này bay mất. Không biết. Mày video rồi gì? Cái thứ hai. Cái thứ hai hay là cái thứ ba? Cái thứ hai, cái thứ nữa hay là không quay không? Không quay chưa? Rồi kẹ. Có công hành hai trong cái này. Hai đang vó. Chào nghe ai đây? Thì là nghe hú một cái. Thôi đây đây không đâu. Nói cái này quẹt này. Ừ đi. Hay ca nhau
Không ăn xôi không Hùng? Có chứ. Lên vui kia cho nữa. Cho nữa. Ngon. Món này không chừng nào. Tao quá vậy thôi. Nhớ. Mới ăn xôi á. Nhầm xôi á. Ông có anh em ạ. Đời bạn. Chồng anh em xôi. Chồng anh em xôi. Ngon chứ. Cho vào còn nhiều thứ lắm đủ nhá. Rồi rồi mà. Em được miếng thôi này à? Không biết rồi em mình thử nha. Tóc khó. Chắc cũng được tí. Ừ, đi 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 đi. Được rồi, có được rồi. Được rồi, được rồi mà. Được rồi. Được bảo không? Chứ. Để em bảo. Ta chứ thôi. Đã biết rồi. Mấy lời quân tập binh thì nó làm bằng việc ấy. Tôi tưởng tuyệt vời đấy. Mua ra nhỉ? Mày người ta cũng tí nữa thôi. Kiếm mày nhỉ? Rồi mua ra chỉ cho lên thay cho mắng. Mình sẽ có lấy người kiếm anh em nhé.
thay ca gì đó. À. Thay luôn nha. Mới ngồi lại nhẹ. Làm tiền nghe. Mới gì béo đâu. Chúc quan của tao Vinh nha, lợi dụng không quan. Ngồi đây nè. Mới là dẫn bộ tao thôi. Hả? Bạn mới ngồi nhẹ mà quay đi. Thì gì chứ quan? Gì đây? Cái gì? Còn mua 50% đi rồi nhỉ? Cái sạc mình vào, đúng rồi, chúng tôi lấy cái sạc. Con gì nữa? Về nhà, lấy cái dây sạc của nó sạc ra nhỉ? Con gì nữa? Thôi, trưa mấy cháu với nhau nấu cơm, với lại ăn cơm nhiều mới quay được. Quay được thì... Rồi, cháu với quay. Chưa rồi, cháu với nhà tôi quay. Không biết phải làm sao, em thật sự không biết phải làm sao. Em muốn nói một câu, cái gì cả muốn trong bao lắm. Mùi này hôn đi, chỉ nhìn mặt thì mặt thì rất chỉ đứa thôi. Video của chúng tôi xin được kết thúc ở đây nhá. Hẹn gặp lại mọi người về những video tiếp theo. Xin chào tất cả anh em nha.